Đồ thị hàm bậc 2 là một parabol để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm bậc 2 y bằng ax bình cộng bx cộng c với hệ số a khác không, ta làm như sau. Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số. Hàm số này có tập xác định là r. Bước 2. Tìm tọa độ đỉnh y. Đỉnh y có hoành độ là trừ b chia 2a, tung độ là trừ delta chia 4a. Suy ra trục đối xứng của đồ thị hàm số có phương trình là x bằng trừ b chia 2a. Bước 3. Nhận xét về hệ số a. Nếu a dương, đồ thị hàm số có bề lõm quay lên trên. Nếu a âm, đồ thị hàm số có bề lõm quay xuống dưới. Từ đó, ta có bảng biên thiên ứng với a dương là a âm là. Bước 5. Lập bảng giá trị và vẽ đồ thị hàm số. Trên đây là các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm bậc 2. Ta đi vào ví dụ minh họa. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y bằng x bình trừ 4x cộng 3. Bước 1. Ta có tập xác định là R. Bước 2. Tìm tọa độ đỉnh y. Hoành độ đỉnh y là trừ b chia 2a. Để xác định tọa độ đỉnh, ta tìm hệ số abc của hàm số 1. A là hệ số đứng trước x bình. B là hệ số đứng trước x. Còn lại là hệ số c. Thay vào công thức, ta được xy bằng 2. Cách khác để xác định hoành độ đỉnh y ít bình nhầm hơn, đó là sử dụng máy tính. Nhập vào máy tính, trừ b chia 2a. Bấm can, máy hỏi nhập b bằng trừ 4. Nhập A bằng 1, bấm bằng, ta có kết quả là 2. Vậy, xy bằng 2. Để tìm tung độ đỉnh y, ta nhập vào máy tính x bình trừ 4x cộng 3. Bấm can, máy hỏi x nhập bằng 2. Ta có kết quả là trừ 1. Ta được tung độ đỉnh y là trừ 1. Bước tiếp theo, trục đối xứng. Hoành độ của điểm y là trục đối xứng. Ta có A bằng 1 dương, bề lõm quay lên trên, đồ thị hàm số có giảm. Từ đó, ta có bảng biến thiên. Thả tọa độ đỉnh y vào. Dựa vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên khoảng trừ vô cùng đến 2. Đồng biến trên khoảng 2 đến dương vô cùng. Bảng giá trị. Thả hoành độ tung độ đỉnh vào. Lấy thêm 2 điểm bên trái của đỉnh và 2 điểm bên phải của đỉnh. Sau đó vẽ đồ thị.
vẽ hệ trục tọa độ. Xác định các điểm ở bảng giá trị lên trên hệ trục tọa độ. Nối các điểm này lại, ta có đồ thị cần vẽ là một parabol.